Và thưa quý vị, vật giá tại Việt Nam gia tăng từng ngày trước Tết. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, giá các loại hoa quả trên thị trường đã đồng loạt tăng mạnh, đặc biệt là với những loại hoa quả thường được chọn làm mâm ngũ quả khi người dân bắt đầu đi mua sắm đồ Tết. Tại các chợ ở Hà Nội lẫn Sài Gòn, từ hôm 23 tháng Chạp âm lịch, giá các loại hoa quả thời Tết không ngừng tăng, mặc dù nguồn cung ứng hàng hóa vẫn dồi dào. Hoa quả cũng khá phong phú về chủng loại. Tại các chợ, giá hoa quả tăng từ 10 cho đến 20% so với ngày thường. Tuy nhiên, các loại hoa quả thường được dùng trong những ngày Tết chỉ có mức giá gia tăng đến 50%. Có loại giá tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Có người cho biết, năm nay mặc dù trái cây được mùa nhưng không rẻ là do chi phí chăm sóc, nhân công tăng cao. Hiện nay số lượng người đi ngắm thì nhiều nhưng người mua thì còn ít. Từ giờ cho đến Tết, theo hầu hết các tiểu thương, giá các loại hoa quả sẽ vẫn tiếp tục gia tăng bởi nhu cầu của người dân chọn quả thời Tết ngày càng cao. Bên cạnh đó, các mặt hàng khác như thịt gà, thịt heo, hải sản cũng gia tăng từng ngày. Nhiều tiểu thương khi được hỏi lý do gia tăng giá, chỉ trả lời ngắn gọn, Tết nên giá phải tăng. Trong khi đó, theo các chủ trại chăn nuôi tại Đồng Nai, thì giá heo trong vài ngày qua đang giảm dần và càng về giáp Tết càng có xu hướng giảm. Với giá này, người chăn nuôi không có lời, nhất là khi giá chăn nuôi vừa được các công ty tăng lên. Điều đau lòng đối với người chăn nuôi là giá heo bán lẻ tại các chợ ở Sài Gòn mỗi ngày gần đến Tết lại tăng lên một mức giá mới, tạo nên tình trạng người nuôi heo bán rẻ, còn người ăn thịt thì mua mắc.